What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng các em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Mình đã quay trở lại rồi đây và mình sẽ tiếp tục review những cái bàn phím và những con chuột Gaming Gear. Hôm nay mình sẽ cùng mang đến cho anh em một con bàn phím nữa cũng đến từ hãng Idra. Cái hãng này nói thật là nó thực sự rất là chăm đẻ, không biết đẻ lầm đẻ lốn gì không biết. Tuy nhiên như về phía mặt người dùng thì chúng ta lại sẽ có những cái sản phẩm được chạy đều các phân khúc. Và sẽ giúp cho chúng ta có nhiều cái sự lựa chọn tốt hơn. Không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ review con bàn phím này nhé. Ok, let's Đầu tiên về cái vỏ hộp thì chúng ta thấy là nó đóng gói theo kiểu cơ bản, đó chính là màu đỏ và màu đen pha trộn. Đây là một cái kiểu khá là cơ bản của thằng Idra. Và ở phía mặt trước chúng ta sẽ nhìn thấy là nó in hình cái bàn phím ở ngay đây. Và cái mã là EK310 và nó sẽ dùng switch Otemu đèn LED RGB. Đó, đơn giản vậy thôi. Mình sẽ cùng mở hộp nha. Đó. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ vẫn thấy một cái bàn phím được bọc bằng cái lớp chống sốc ở đây. Ở phía hai bên thì chúng ta sẽ thấy có cái đệm cao su. À, bàn phím nằm ở giữa. Về cơ bản mới cầm lên thì khá là đẹp và bắt mắt. Ok, bỏ cái hộp ra một bên. Ở phía trong thì chúng ta sẽ không còn gì hết. Ok, quay trở lại với nhân vật chính của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có một chiếc bàn phím cơ với tỷ lệ là full size như thế này. Và nó sẽ có đầy đủ 104 phím. Ngoài ra thì khi các bạn nhìn thấy ngay từ đầu, đó là nó sẽ có bonus cho chúng ta những cái phím như thế này. Có ba cái phím nhỏ này và một cái phím cái núm lớn để có các cái tác dụng riêng, tí nữa mình sẽ review sau. Nhìn sơ qua cái tổng thể thiết kế thì chúng ta thấy đây là một cái dạng thiết kế switch nổi như thế này, khác xa với lại những cái dòng bàn phím mà EK387 hay EK3104 thì nó sẽ là dạng switch nổi. Và thiết kế nổi như thế này thì nó cũng có cái hay, đó chính là sẽ giúp cho chúng ta có thể vệ sinh một cách dễ dàng và tháo lắp keycap một cách dễ dàng chứ không có khó khăn như con switch chìm kia. Ngoài ra thì như các bạn thấy đây là một cái kiểu thiết kế khá là cổ điển với kiểu 104 phím chuẩn ANSI. Và chúng ta có thể nhìn thấy cái phông chữ ở phía trên mặt này là phông chữ quốc tế nhìn rất là đẹp. Cái vỏ của em này sẽ được làm bằng kim loại nha các bạn. Và đặc biệt là nó sẽ được vát CNC bốn cạnh luôn. Đó, các bạn có thể nhìn thấy cái vết đường diamond cut rất là đẹp. Ngoài ra thì cái đường này nó sẽ vòng xuống phía dưới luôn, tức là nó sẽ phủ hết về mặt phía trên, tạo cho chúng ta một cái cảm giác giống như là một cái chiếc bàn phím làm từ nguyên một cái khối kim loại. Tuy nhiên thì nó chỉ là cái bề mặt trên thôi. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ nhìn thấy đó là cái thiết kế khá là đơn giản, không có đường đi dây như những cái con EK387. Và chúng ta sẽ vẫn có hai cái lẫy để nâng hạ độ cao của phím. Và cái đệ lẫy này chúng ta cũng thấy là sẽ được bọc cao su chống trơn trượt khá là ngon. Và đây chúng ta sẽ có thêm bốn cái miếng cao su khá là to. Và cái miếng này phải nói là nó chống trượt cực kỳ tốt luôn. Nó khi mình để lên trên mặt bàn thì giống như là nó dính vào trên mặt bàn luôn. Mình không thể nào mà đẩy lên phía trên hoặc là đẩy xuống dưới được. Rất là cứng, nó như thế này luôn. Mình phải nhấc lên như thế này thì mới có thể di chuyển được. Khá là hay. Khi mà để xuống rồi thì không thể di chuyển được nữa. Đấy. Về cái phần dây cáp, dây cáp của em này thì mình thấy nó không được ngon lắm, dây cáp của nó chỉ là dây cáp thường thôi. Nhưng mà nó sẽ được làm bằng dạng cao su chống rối khá là dày. Sẽ có cục chống nhiễu ở đây và cái đầu USB sẽ không được mạ vàng như những con kia. Về cái switch của em này thì vẫn được làm bằng switch Otemu thôi. Và cái switch Otemu này thì mình không đánh giá cao lắm. Tuy nhiên thì con switch này sẽ được hàn chết vào trong mặt nha các bạn, không có thể thay nóng được như những cái dòng EK387. Tuy nhiên thì đây cũng là một cái điểm lợi thế. Vậy vì cái hệ thống thay nóng switch của con EK387 thì nó rất là dễ bị lỗi và dẫn tới cái hiện tượng đó là chập chờn switch. Riêng con này thì nó hàn chết vào luôn thì nó sẽ không có bị hiện tượng đó và nó khó, và switch này nó rất là khó bị hư. Keycap của em này thì giống hầu hết tất cả các dòng keycap của thằng EK387 thôi, nó đều là ABS và double shot. Tuy nhiên thì cái dòng keycap của con này mình thấy nó có một cái điểm, đó là cái phần lớp nhựa của nó sẽ được làm tràn ra phía bên ngoài và nó sẽ dày hơn một chút so với những cái dòng keycap của thằng EK387 hay là EK3104. Đây là một cái điểm cộng khá là tốt đến từ con bàn phím này. Về tổng thể thiết kế của em này thì mình thấy thiết kế của nó khá là gọn gàng rồi và rất là đẹp. Vậy chúng ta sẽ đi đến một cái điểm đặc biệt nữa về thiết kế của em này, đó chính là cái phần phía trên đây.
Phần phía trên đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy có tổ hợp 4 nút, trong đó có một cái núm tròn xoay rất là lớn. Cái núm này nó sẽ có hai tác dụng. Một là tác dụng chỉnh tăng giảm cái độ sáng của cái đèn LED, và hai sẽ là tác dụng tăng giảm âm lượng. Và mình thấy cái tác dụng tăng giảm âm lượng là thường xuyên sử dụng nhất, và nó rất là hữu ích đối với những cái bạn nào mà đang nghiên cứu về văn hóa Nhật Bản. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ có 3 nút, đó là nút pau này, nút pau trong media, hoặc là nút tín, hoặc là nút lùi bài. Đó. Còn ở đây chúng ta sẽ có tăng giảm âm lượng. Nếu mà muốn chuyển đổi từ tăng giảm âm lượng sang chuyển đổi sang chỉnh đèn LED thì chúng ta sẽ ấn một phát rồi giữ im khoảng tầm 10 giây thì chúng ta có thể chuyển đổi được qua hai chế độ này. Về cái cảm giác mà lăn cái con lăn này thì mình thấy nó sẽ hơi cứng một chút. Nếu mà bạn nào mà chưa quen thì có thể nó sẽ hơi khó chịu. Tuy nhiên nếu mà quen rồi thì lăn cũng khá là sướng. Và khi lăn chúng ta sẽ nghe thấy tiếng kịch 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 như thế này. Ok, chúng ta sẽ sang cái phần hệ thống đèn LED của em này nhé. Rồi, như các bạn đã thấy là hệ thống đèn LED của em này là hệ thống đèn LED RGB 16,8 triệu màu. Và như các cái hệ thống đèn LED RGB khác thì chúng ta sẽ thấy đèn LED nó chạy rất là mượt mà. Và những cái con như thế này thì thường nó sẽ đi kèm với phần mềm, cho nên các bạn có thể tùy chỉnh được đèn LED thoải mái. Và đèn LED của con này mình thấy có vẻ là sáng hơn so với những cái dòng như là EK387 hay là EK304 về cái hệ RGB ấy. Đó, thì con này có vẻ sáng hơn. Có lẽ là do cái cây của nó là kim loại nên nó giúp cho hắt sáng là đều hơn. Và chúng ta có thể thấy là cái đèn LED của nó tỏa ra đều ra các cái chân xung quanh. Đó. Phủ rất là mạnh chứ không có khá là yếu đuối như những cái con bàn phím dòng 304 hay là 387. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn sơ qua cho các bạn về cách cái chỉnh LED của em này nhé. Thì đầu tiên nếu mà muốn đổi chế độ LED thì chúng ta nếp N cộng với Insert ở đây. Đó. Và chúng ta sẽ chuyển lần lượt các cái chế độ LED. Và nếu muốn đổi màu LED thì chúng ta ấn FN cộng với nút đeo. Đó, nó sẽ có tất cả là 7 màu mặc định. Khi mà các bạn ấn hết thì chúng ta sẽ chuyển lại cái màu RGB, tức là màu đổi màu liên tục. FN lên để mà tăng độ sáng, cũng như là FN xuống để giảm độ sáng. Khi nào mà xuống hết cỡ thì nó sẽ báo đèn nhấp nháy trên đây. Đó, sáng hết cỡ. Đấy. Còn nếu như mà các bạn muốn tăng tốc độ LED hay là giảm tốc độ LED thì chúng ta ấn FN cộng qua trái hoặc là qua phải, khá là đơn giản thôi. Còn nếu như các bạn muốn tắt LED hoàn toàn thì chúng ta có thể ấn nút FN cộng với lại nút ở phía trên này là nút Screen. Đó. Còn nếu muốn bật thì chúng ta lại phải ấn sang cái nút điều chỉnh các chế độ LED. Ngoài ra thì nó sẽ có 5 cái tùy chỉnh ở đây, từ FN 1, 2, 3, 4, 5 đây. Và khi mà muốn tùy chỉnh các cái chế độ này, chúng ta FN cộng với lại nút Home. Khi mà nó hiện chớp tắt ba nút ở phía trên đây thì chúng ta có thể tùy chỉnh. Đây, ví dụ như chúng ta muốn những nút này sáng màu, mỗi lần ấn thì chúng ta sẽ đổi được một màu. Đó. Như thế này. Sau đó chúng ta ấn FN cộng với lại nút Home một lần nữa để lưu lại. Vậy là chúng ta sẽ có chế độ FN1 là các cái chế độ màu mè như thế này. Đó, rất là đơn giản luôn. Bây giờ mình sẽ show cho các bạn xem các cái chế độ đèn LED mặc định của em này nhé. Ok, như vậy là mình đã vừa đi qua các cái hệ thống đèn LED của em này. Và bây giờ mình sẽ chuyển sang một phần nữa, đó là cái cảm giác gõ cũng như là cái tiếng của em này khi mà mình gõ. Hiện tại mình đang sử dụng là phiên bản eBlue. Về cái cảm giác gõ của em này thì nó sử dụng switch Otemu, cho nên cái lực của nó cũng khá là nhẹ, giống như con EK387 cũng như là EK3104. Và tuy nhiên thì cái tiếng của nó sẽ khá là to và đanh, tại vì nó sẽ to hơn cả con EK3104 nữa. Tại vì cái con này nó có thiết kế là switch nổi cho nên tiếng của nó sẽ vang ra khá là nhiều. Bây giờ mình sẽ gõ thử cho các bạn nghe nhé.
Đấy, như các bạn đã thấy thì cái tiếng của em này nó phát ra khá là đanh. Tuy nhiên về cái mặt mình thấy có vẻ là yếu kém nhất thì có lẽ là do các cái staff này. Nó nghe vẫn còn khá là lạo xạo. Đó, dạng như là tiếng lò xo cũng như là cái tiếng của staff nó chưa có được tốt cho lắm. Về cái mặt này thì giá thành rẻ thì cũng không thể nào mà có thể build được tốt về những cái mặt chi tiết này. Về tổng thể thì cái tiếng của em này nghe vẫn khá là hay và ngon, đặc biệt là cái phần keycap cực kỳ đẹp. Mình rất là thích cái dòng keycap như thế này. Khi mà lên led thì nó khá là bắt mắt và cũng như là nhìn nó không có bị tàu. Ok, như vậy là mình đã vừa mới review sơ qua về em bàn phím EK310 RGB này. Với cái dòng bàn phím như thế này thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế khá là đẹp. Mình nói phải nói là công nhận là cái thiết kế của em này cực kỳ đẹp về những cái dòng của thằng IDRA. Về cái thiết kế của nó sẽ là gần giống như là một cái khối kim loại, nhìn nó khá khá là kiểu dạng cứt tôm á, nhìn rất là đẹp. Và chúng ta sẽ có thêm một cái núm xoay như thế này nữa. Về cái núm này thì nó còn có thiết kế kiểu vát CNC nữa, nhìn nó rất là sang trọng, phù hợp với lại cái bàn phím luôn. Chúng ta sẽ có một cái hệ thống đèn LED RGB cực đẹp mà có cả phần mềm tùy chỉnh và có macro luôn. Keycap thì sẽ là keycap ABS double shot rồi, cái đó không phải bàn. Tuy nhiên chúng ta sẽ vẫn có những cái hạn chế, ví dụ như là cái phần stab của con này thì nó sẽ chưa có được ngon lắm, gõ nó vẫn còn nghe rất là lọc sọc. Cái này các bạn có thể về lúc thì nó sẽ đỡ hơn một chút. Ngoài ra thì em này vẫn dây cáp của nó sẽ không có được bọc dù như những cái con kia. Tuy nhiên thì với cái giá thành dưới 900 ngàn thì như thế này thì quá là ngon rồi, và chúng ta vẫn sẽ được cái hưởng cái bảo hành 2 năm nữa. Và theo bạn với giá thành 900 ngàn thì như vậy có ok không, có đáng tiền bỏ ra không? Theo mình thì nó sẽ rất là đáng tiền với những bạn nào mà thiên về một cái thiết kế đẹp gọn gàng và yêu cầu phải có những cái núm xoay như thế này. Đèn LED thì lập lòe nữa, phải nói là cực kỳ ngon rồi đó. Các bạn thấy sao về chiếc bàn phím này? Hãy để lại bình luận phía dưới phần comment nhé. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy nhớ like, share, subscribe và ấn chuông để theo dõi những cái clip của Boss Gear nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye!